chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì sáng ngày hôm nay bên Tuyền về được một siêu phẩm nè các anh chị, Toyota Fortuner nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là chiếc máy dầu số tự động đời 2021 các anh chị. Xe thì mới đi khoảng 14.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 1.048.000.000 các anh chị ha. Bữa giờ các anh chị và các bạn nhà mình liên hệ Tuyền rất là nhiều để tìm Fortuner, nhưng mà Tuyền không có xe các anh chị. Hôm nay Tuyền về được một xe, các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay sở hữu nha. Fortuner thị trường thì không có xe đâu các anh chị, rất là ít xe ha. Mà tìm được một chiếc xe lướt như thế này, đẹp như thế này thì càng hiếm hơn nữa. Nên nhanh tay liên hệ Tuyền để sở hữu ngay, vì dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh các anh chị nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe này được sở hữu nước sơn là màu trắng, mang biển số 60 là Đồng Nai. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Nước sơn quanh xe thì liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì hết các anh chị, rất là đẹp. Em này phải nói độ mới của nó còn mới 98-99% đấy. Xe mới về chưa kịp vệ sinh gì hết là Tuyền quay cho mọi người luôn nè. Nhưng mà ở đây Tuyền thấy là không có bị xước dăm dăm luôn các anh chị, hầu như là không có những vết xước dăm dăm nha, chỉ có hơi bụi tí xíu thôi. Rồi xe biển 60A nè, 95191, biển số cũng tương đối dễ nhớ nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè. Nắp capo là không trầy xước các anh chị. Những cái đen đen này là bụi nè các anh chị đấy, do xe mới về chưa vệ sinh ha. Cái này là anh chủ nhà mình dán thêm nha. Những cái mối nối nè rất là khít, liền lạc đồng màu từ trước ra sau. Phần cản trước không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. 2021 nó là form mới các anh chị. Đấy, rồi lớp nha. 5 vỏ zin theo xe và lớp dự phòng chưa chạm đất. Độ ga gió còn cực kỳ sâu luôn các anh chị. Đây, các anh chị thấy không ạ? Rất là sâu ha. Mâm nè, mâm là không có một vết trầy xước nào hết các anh chị. Mâm này là mâm 17 ha. Vỏ zin theo xe nè, tuần thứ 7 của 2021 vỏ zin các anh chị nha. Rồi, trên này đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 10 năm 2023 các anh chị. Ở đây thì có dán phim nè, có viền che mưa, tay nắm cửa thì mạ rơm có nút mở cửa một chạm ha. Dưới này thì có trang bị cho mình bệ bước luôn rồi. Phần bên hông xe là hầu như không có một vết trầy xước hay là móp méo gì hết. Mica đèn còn rất là đẹp các anh chị. Xe này là đời cao đi lướt nữa nên Tuyền sẽ bỏ qua cái phần kiểm tra keo chỉ cửa nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao tết hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và ngoài ra bên Tuyền bán xe ra thì còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Ở những trường hợp xe đời cao như thế này, nếu còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị ha. Rồi phía sau có một cái cam lùi có cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng nha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền luôn các anh chị. Gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết nha. Lớp dự phòng nè, còn mới 100% chưa sử dụng tới con cái đường viền sơn luôn các anh chị ha. Mới lắm, xe này phải nói là cực kỳ mới nha. Các anh chị nào mà ưng thì phải chốt ngay nha, để mua hộp thì tiếc lắm các anh chị. Rồi cốp khá là sạch sẽ các anh chị. Anh chủ trải sàn simili, trải thẳng ra phía sau cốp như thế này để bảo vệ phần nỉ bên dưới ha. Rất là sạch sẽ luôn các anh chị. Những phần nhựa nè, đây phần này lấy đồ ra vô dễ bị trầy xước nhất, nhưng ở đây không có trầy xước nha. Con đội tay quay đồ nghề còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Hàng ghế thứ ba thì đã được gập lên hai bên như thế này rồi. Từng hàng ghế thì đều có hộc gió làm mát cho mình nữa các anh chị nha. Rồi tem mát từ nhà máy vẫn còn nè. Tiền đóng lại mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất nha. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6.8 lít cho tới 7.7 lít các anh chị ha. Rồi nhìn sơ phần nội thất giúp Tuyền nè. Ghế da tông màu đen các anh chị, chất da còn cực kỳ căng, cực kỳ mới nha. Sàn simili có những cái tấm lót thái phía trên như thế này nè. Trần thì đã được bọc ni lông cho mình rồi các anh chị ha. Đây, những cái tem như thế này vẫn còn chưa gỡ hết nè các anh chị. Rồi đây là chìa khóa của Fortuner 2021 các anh chị nha. Tuy sẽ đề máy nha. Rồi ok, xe của mình thì ghế lái là chỉnh điện các anh chị. Ghế lái chỉnh điện ha. Bên này thì có những cái nút bấm như này là tắt mở cảm biến các anh chị. Rồi nhìn vô lăng giúp Tuyền luôn. Vô lăng thì vô lăng bọc da còn rất là nhám nha, không bị hao mòn, cũng không bị trầy xước gì hết. Logo còn rất là đẹp, những nút bấm là không có bị mờ chữ hay mất số gì hết các anh chị ha. Những nút điều chỉnh âm lượng nè, rồi đàm thoại rảnh tay, có ru cần có lại chuyển số trên vô lăng các anh chị ha, ru control luôn.
Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền nè, 14.820 km các anh chị. Trên này thì tablo Maya nha. Anh chủ có trải cho mình một tấm thảm nữa, bên dưới thì không có bị trầy xước gì hết ha. Có một tượng Phật của anh chủ trước nha, mình trang bị thêm nè. Ở đây thì có một cái màn hình zin theo xe, dưới này là vàng lạnh các anh chị ha. Những cổng sạc 12V nè. Đây, những cái vân gỗ như thế này và nó là cực kỳ sang luôn nha. Cần số nè, mới lắm các anh chị. Có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu nè, rồi remote nè, này cân bằng điện tử các anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ, quan trọng vẫn là chất xe các anh chị nha. Tiền sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được tình trạng xe thật sự của chiếc xe này là như thế nào. Nếu được thì lên xem xe trực tiếp nha. Hoặc là chứng khoán đặt cọc, bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nè. Xe này không mua được tiếc lắm đấy các anh chị. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm Tiền phần ốc của nắp capo các anh chị nha. Xe mới về chưa kịp vệ sinh nên khoang máy nó còn hơi dơ các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiền ha. Keo chỉ nguyên zin nè, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị, ốc của nắp capo là nguyên zin nha. Rồi nhìn sơ phần khung xương nè, phần ốc chuyên đề giúp Tiền ha. Đấy, nguyên zin các anh chị. Rồi nhìn sơ vào phần ốc máy giúp Tiền luôn. Bên Tiền thì nói không với xe lỗi cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Các anh chị nào mình có người thân thợ thầy rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nha. Còn không chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị. Rồi Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Fortuner máy dầu số tự động đời 2021 nè, mới đi 14.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 1.048.000.000 các anh chị nha. Giá ở đây Tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở xa thích chiếc xe này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem qua video chi tiết xe của Tiền ngày hôm nay nè. Chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi. Mình sẽ giữ xe các anh chị, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe đúng với những gì bên Tiền làm cam kết, đúng với những gì bên Tiền làm video thì khi đó mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại các anh chị ha. Còn trường hợp khi mà lên tới nơi xe không đúng như những gì bên Tiền cam kết thì bên Tiền sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí tết hẹn đó cho các anh chị, nên là các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Còn nếu được nữa thì bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nè. Còn nếu mà các anh chị nào cần tư vấn thêm về cái thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên hay là thủ tục trả góp thì nhớ liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình hơn kỹ hơn ha. Và bảy chỗ hiện tại bên Tiền cũng còn rất nhiều xe, có Nissan Terra máy dầu số sàn 2019 này, giá khoảng 679 triệu các anh chị. Rồi có Toyota Rush 2018 nè, Xpander 2021 nữa các anh chị ha, rất là nhiều xe. Sedona thì Tiền còn 3 xe, rồi còn ở một số các chiếc Santa Fe, rồi Sorento, Everest Tiền đều có. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào á thì nhớ liên hệ Tiền, Tiền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tiền nè, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.